Xin chào các bác, cảm ơn các bác đã quay trở lại với kênh Đồ Nhật Thanh Huyền. Hôm nay thì shop xin giới thiệu tới một cái con nồi cơm cao tần áp suất. Các bác nhìn cái gioăng này, các bác có nhận ra được đây là của hãng nào không ạ? Soji Roshi đúng không ạ? Hay các bạn nồi con voi, con gioăng con này thì rất là đẹp các bác nhé. Rất là đẹp luôn, rất là áp kín, hơi kín luôn, không hề bị xí hơi xí nào cả. Con này là dòng áp suất có hai cái ngoàm hai bên này. Đó. 1 lít Soji Roshi. Lòng vàng. Lòng thì hơi chấm xíu. Lòng hơi chấm xíu này, nhưng mà ngoài thì nó vàng ruộm luôn các bác ạ. Vàng đồng á. Đáy nồi đây. Đáy này thì là do shop mới vệ sinh này, có còn cái vết hơi nước một xíu thôi. Áp đã kín, đã test kín hơi rồi. Bên ngoài thì ngoại hình khá là ok luôn. Đã được dán dịch tiếng Việt rồi các bác nhé. Cũng như là nồi sẽ được quay video test nồi và hướng dẫn sử dụng nồi trước khi đóng hàng gửi đi. Và cái hướng dẫn này là chỉ có shop Đồ Nhật Thanh Huyền thì mình hướng dẫn chi tiết vậy. In ra từng từ một ở trên các nút này. Ngoài này thì đã được dán hết rồi, nhưng mà những cái hàng bên trong này, hàng dọc này, hay hàng dọc này thì shop sẽ dịch ra tiếng Việt luôn, các bác yên tâm nhé. Đã mua đồ của hàng Đồ Nhật Thanh Huyền thì là yên tâm, được hỗ trợ trọn đời sau bảo hành. Đó. Và các bác kể cả là có không mua hàng của shop thì shop vẫn hỗ trợ các bác. Nếu như bác nào mà cần hướng dẫn sử dụng cái con nồi nào thì shop sẽ gửi hướng dẫn sử dụng cho các bác coi. Nồi này thì là dung tích 1 lít, phù hợp cho gia đình 4-5 người ăn thoải mái các bác ạ. Nồi dùng điện 100V và phải cắm qua đổi nguồn. Đổi nguồn thì chỉ cần đổi nguồn 15A là đủ thôi, không cần phải là 20A đâu. Thì công suất của con này là thế nào các bác nhìn này. Công suất là 1230W. Đó. Không hề cao đúng không ạ? Mã là NP-CS10. Rất là đẹp luôn. Bên ngoài nó là hơi vàng đồng các bác ạ. Màu rất là lạ mắt. Còn thông thường thì Soji Roshi thì màu nó sẽ là cái màu inox. Màu inox sáng inox. Còn cái con này là dòng màu vàng đồng. Xin nhấn mạnh đây là nồi cao tần áp suất của hãng Soji Roshi, mã NP-CS10. Mọi chi tiết xin các bác liên hệ với số điện thoại hotline 0936 811 346 hoặc 0901 218 555. Các bác nhanh tay chốt nhá. Nồi mà đã đẹp giá mềm ấy thì nó đi nhanh lắm. Mau dinh một em về để nấu cơm đầu xuân cực kỳ ngon luôn các bác ạ. Giá cực kỳ ưu đãi, chỉ 1,5 triệu mà thôi. 1,5 triệu. Bao ship nếu như có cọc 200.000 qua số tài khoản. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh Đồ Nhật Thanh Huyền. Xin chào và hẹn mọi người vào những video tiếp theo của kênh.